Người phụ nữ 48 tuổi ở Tiền Giang đang đi bộ trên đường thì bị một thanh niên dùng dao và búa truy đuổi, chém nhiều nhát trúng vào vùng đầu. Bà nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Đến 11 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Công an tỉnh Tiền Giang vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, bà Nguyễn Ngọc L, 48 tuổi, ngụ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang, đang đi bộ trên đường thì có một nam thanh niên ở cách nhà bà khoảng 30 mét xông ra dùng búa, dao đuổi theo. Bà L chạy vào một ngôi nhà đang xây dựng gần đó. Nhưng người này dùng búa chém nhiều cái vào vùng đầu của bà, sau đó bỏ trốn. Bà L được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bà L nhập viện trong tình trạng ngưng tim 2 lần, vỡ xương sọ, xuất huyết não, tiền lượng xấu. Sau khi gây án, người này đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận vụ việc. Bước đầu người này khai tên là Mai Văn Sáng, 35 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Mỹ Tho. Do có mâu thuẫn từ trước trong việc ăn hủ tiếu, giữa hai người có xảy ra cự cãi qua lại. Sáng thấy bà L đi bộ gần nhà nên dùng dao, búa rượt chém,